Hai mọi người, hôm nay Ly sẽ lên cho mọi người 5 em Vario tem mới 2023 và cũng như là tem cũ luôn nha, để cho mọi người tham khảo và phân biệt dễ dàng hơn nha. Hiện tại Ly đang lên 5 em này là 5 em màu 3D luôn cả nhà ơi. Riêng cái màu 3D bên Ly thì lúc nào cũng bảo hành cho mọi người là 2 năm hết nha. Mọi người cứ yên tâm về cái vấn đề màu sơn thì Ly sẽ bảo hành cho mọi người hết nha. Còn đối với dòng xe nhập khẩu thì lúc nào cũng bảo hành tại cửa hàng từ 3 năm tới 30.000 km, điều kiện là tới trước thì mình bảo hành trước ha. Và vì cái dòng 2022 này nó sắp bỏ mẫu nên là cái giá nó sẽ cao hơn cái dòng tem cũ một tem mới một chút xíu ha. Giá tem mới thì nó khá là mềm luôn. Thì trước tiên thì Ly báo cái giá này cho mọi người trước nha. Thì hiện tại nó được lên áo của em có 3 giây nha cả nhà. Có 3 giây thì ai là biết rồi thì Ly không còn nói đến nữa ha. Thì cái giá hiện tại là phiên bản có 3 giây là cái phiên bản giá cao nhất mọi người, giá là 45.500 nha, và đã bao gồm màu sơn, chưa bao gồm lăng bánh và phụ kiện trên xe ha. Đó. Chung là hai cái chiếc xe này thì màu nó tương tự như nhau cả nhà, chẳng qua là bên Ly thay bánh mâm, thay mâm kiểu thôi cho cả nhà tham khảo thôi ha. Đó, rất là đẹp luôn. Phụ kiện con cũng như là gần full rồi đó cả nhà. Còn chiếc này thì màu xanh này thì nó kiểu như là xanh ngọc á, thì nhìn nó sẽ hơi sáng hơn một xíu nha, rất là đẹp luôn. Mâm thì cũng đã lên mâm kiểu cho cả nhà luôn nha. Và cái giá nó tương tự như ba em này, giá tương tự nhau luôn, bốn em luôn ha. Cả em màu tím này cũng vậy đấy mày. Đó, bốn em đều giá đồng giá luôn. Đó. Mọi người nhớ giúp Ly là Ly báo là chưa có bao gồm đồ chơi trên xe ha. Đồ chơi trên xe thì sẽ tính riêng từng món, mọi người muốn tham khảo đồ chơi loại nào thì cứ inbox cho Ly nha. Còn đối với dòng đây nè mọi người, 2023 nha. 2023 phiên bản khóa thường thì cái giá nó chỉ có 40 triệu thôi, là đã bao gồm màu sơn, chưa bao gồm lăng bánh và phụ kiện nha mọi người. Giá nó thấp hơn em tem cũ tới 5 đến 6 triệu luôn á ha, rất là đẹp luôn. Và trả góp thì hai dòng xe này, riêng cái dòng 2023 cần trả trước 5 triệu nè, còn đối với dòng mới này thì trả trước cho Ly 7 triệu thôi là mình lên xe về ngay trong ngày rồi nha cả nhà. Cái thủ tục trả góp thì chỉ cần đưa trước cho Ly căn cước công dân thôi là Ly sẽ hỗ trợ lên hồ sơ và đưa xe về cho cả nhà luôn ha. Và bên Ly cũng có hỗ trợ ship xe trên toàn quốc luôn, nếu mà hoặc là những cái vùng lân cận thì mọi người muốn ship xe thì cứ inbox trực tiếp cho Ly thì Ly sẽ hỗ trợ ha. Màu sơn ở trên đây thì bên Ly đều lên đầy đủ tất cả các màu cho cả nhà tham khảo nhiều hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn nữa nha. Nếu mà ai muốn tham khảo nhiều hơn hoặc là những cái màu mà mình yêu thích hơn thì cứ gọi trực tiếp cho Ly, thì Ly kết bạn Zalo cho mọi người và sẽ gửi nguyên một cái list hình ảnh qua cho mọi người tham khảo luôn ha, nó đầy đủ tất cả các màu luôn. Nói chung là những cái màu 3D này mọi người yên tâm là khi bên Ly đã lên màu xe đường thì sẽ hỗ trợ lên màu cà vẹt hợp lệ cho cả nhà đi đường luôn mọi người. Đó. Cái màu sơn bên Ly thì khỏi phải bàn đến luôn rồi. Ai đã từng mua xe tại cửa hàng Ly mà ví dụ như có muốn dẫn người thân bạn bè tới mua xe thì Ly sẽ hỗ trợ chi tiêu hoa hồng cho cả nhà ha. Và chắc chắn là cái khách cũ mà quay lại đây thì chắc chắn là sẽ đã ưa chuộng cái màu sơn của bên Ly rất là nhiều rồi đó cả nhà. Những cái đồ chơi thì nếu mọi người muốn tham khảo nhiều hơn thì Ly cứ gọi cho Ly sẽ quay con xe nó qua cho cả nhà tham khảo là trên xe nó có những đồ chơi gì hả. Ly sẽ báo ra cái lăng bánh cho cả nhà luôn nha. Thì bên Ly có 3 biển số toàn quốc nha cả nhà. Nói chung là biển số ở đâu thì bên Ly cũng hỗ trợ làm được nha. Biển số thì sẽ tùy theo từng tỉnh nè, tùy theo từng thành phố nha. Bên Ly còn rất là nhiều màu sắc khác luôn ha, và đầy đủ tất cả các màu zin luôn. Thì ngoài những dòng xe nhập khẩu này ra, bên Ly còn có cả dòng xe trong nước này, dòng xe Honda, Suzuki hoặc là dòng mô tô phân phối nhỏ, rồi những dòng tay ga phân phối nhỏ bên Ly đều có luôn nha. Mọi người muốn biết chi tiết thì cứ gọi cho Ly thì Ly sẽ hỗ trợ. Và nếu có đặt lịch trước qua Zalo thì Ly sẽ hỗ trợ giảm từ 1 triệu tới 2 triệu tiền xăng xe nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.